Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai i20 Active 2017 các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì tôi mua về được là ngày hôm thứ Bảy các bạn nhé. Hôm đấy thì tôi vừa mua xong thì tôi cũng đã phát một cái video, tôi đã quay một cái video trực tiếp mà khi tôi đang mua tại ở nhà chỗ cơ quan của chủ xe nhé. Thì chiếc xe này là chủ xe của một ông bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện đại học y học cổ truyền ở Hà Nội đây các bạn nhé. Và nhà bác thì ở Phạm Văn Đồng và cơ quan thì ở bệnh viện đại học y học cổ truyền đấy. Cách nhà đến cơ quan có một cây số thôi. Cho nên là bác đi xe thì hôm thì đi xe máy, hôm thì đi ô tô. Cho nên là chiếc xe này chạy rất là ít. Bác chia sẻ là chiếc xe này thì anh mua cũng chủ yếu là để về quê thôi. Vì quê anh Hải Phòng, chạy thỉnh thoảng anh mới về quê một lần. Cho nên là đi làm thì gần như là không đi xe. Và đi hôm đi xe máy, hôm đi ô tô, thỉnh thoảng mới về quê một lần thôi. Cho nên là sản xuất là chiếc xe này sản xuất là cuối năm 2016. Bác mua là tháng 2 năm 2017. Xe nhập khẩu cho nên là nó nhập về nó chậm một chút các bạn ạ. Sản xuất 2016 thì thường là bán là 2017 các bạn nhé. Đấy, và bác đăng ký tháng 2 năm 2017. Tính ra đến hôm nay thì sử dụng cũng đã bước sang năm thứ 6 rồi mà chiếc xe mới lăn bánh có 3,6 vạn chuẩn thôi. Nếu như nói về đồng hồ thì rất là nhiều người không tin về cái đồng hồ này. Nhiều người lại bảo là tua đồng hồ, cho nên là lúc mua xong là tôi đã quay trực tiếp tại cửa chỗ bệnh viện đại học y học cổ truyền quý vị các bạn nhé. Nếu không tin thì quý bạn có thể quay lại cái video hôm trước ấy để xem lại về chiếc xe nó bẩn như thế nào và nó đang để trong một cái lán ở bệnh viện đại học y học cổ truyền ạ. Và chia sẻ với quý vị và các bạn, bác đi chuyên đi về Hải Phòng hay đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cho nên là bác rất chú trọng về cái sự an toàn của chiếc xe. Bác bảo bác mua xong chiếc xe này đã cũng đã muốn lắp thêm một cái bộ Michelin đi cho nó đỡ ồn và đi cho nó bền, đi cho nó tốt ở cái bộ dàn lốp Michelin đấy ạ. Thì nhiều người đã biết rồi, cho nên là bác đi mãi mà nó vẫn chỉ có hơn 3 vạn thôi. Chính vì thế bác vừa mới thay xong một cái bộ dàn lốp Michelin rồi. Nếu như nhiều người lại nghĩ là thay lốp thì chắc là xe chạy nhiều rồi mới thay lốp. Nhưng bác bảo bác chạy cao tốc cho nên bác thích nó an toàn cho nên là thay lốp. Cũng chưa có ý định bán xe đâu, như bây giờ nhà là 4 thành viên, như bây giờ các con lớn rồi, người to cho nên là xe nó sẽ chật. Cho nên là muốn là phải đổi lên một chiếc xe to nên bắt buộc phải bán rồi. Bắt buộc phải bán chiếc xe này và đổi lên một chiếc xe khác. Đăng kiểm thì còn dài luôn các bạn nhé. Đăng kiểm là đến tận 2024 cơ, tức là đi qua hai cái Tết nữa mới phải đăng kiểm, cho nên quý vị có thể yên tâm luôn ạ. Và bác chia sẻ là chiếc xe này bác chạy chuẩn là 3,6 vạn đồng hồ chuẩn. Cái thứ hai nữa là nước sơn zin nguyên bản của xe các bạn nhé, nước sơn zin còn nguyên, bác chưa sơn một cái vết nào cả đấy. Đi Hà Nội mà chưa sơn lại một lần nào thì phải nói là hiếm có ạ. Tất nhiên là nó cũng bên thân vỏ nó có một vài điểm xước sát đây, rất là nhỏ, rất là nhẹ thôi. Ở cánh cửa hoặc ở ba la sốc trước sau đều có xước sát nhưng rất là nhỏ thôi. Chúng tôi mua về là chúng tôi nếu những cái vết xước nhỏ này chúng tôi đánh bóng nó cũng có thể hết. Những cái vết xước to thì đánh bóng nó sẽ mờ, vết xước nhỏ đánh bóng nó sẽ hết hẳn, nhưng chúng tôi cũng chưa đánh bóng đâu các bạn nhé. Đấy, chưa đánh bóng, chưa có dọn dẹp gì, chỉ có rửa qua là tôi đem ra tôi quay thôi ạ. Đấy, vì nó quá đẹp rồi, tất cả còn nguyên. Đấy. Và cái nước sơn zin của chiếc xe này tôi không sơn là vì sơn zin nguyên bản của xe là những chiếc xe nhập khẩu ấy, nước sơn nó rất là tốt. Bây giờ chỉ xước có một vết thôi. Một vết ở ba đờ sốc là phải sơn cả ba đờ sốc. Một vết ở cánh cửa là phải sơn cả cánh cửa, cho nên nó rất là phí. Đấy, sơn zin nguyên bản và xe nhập khẩu là phí cho nên tôi không sơn các bạn nhé. Và căn cứ vào cái đồng hồ thì là nó chưa chuẩn đâu các bạn nhé. Xem về xe mà chạy nhiều hay chạy ít chúng ta căn cứ vào lốp này, căn cứ vào đồng hồ này, về ghế da này, vô lăng cần số. Lát nữa tôi sẽ quay đến đâu tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị các bạn xem về chiếc xe này. Đến cái chân phanh, chân ga, ni lông của chưa bóc quý bạn nhé. Đấy, thì là quý bạn biết là chạy nhiều hay chạy ít rồi ạ. Đấy, về chiếc xe này chúng tôi cam kết hết về chất lượng ạ. Sơn zin nguyên bản cả xe, tức là bên ngoài nó còn nguyên bản thì bên trong nó nguyên bản là cái điều đương nhiên quý bạn nhé. Sơn zin nguyên bản của xe, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 448 triệu đồng quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai i20 Active 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip,
hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai i20 phiên bản Active 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, siêu lướt 36 km này. Mời quý vị và các bạn. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Hyundai i20 Active 2017 rồi các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn sơn zin nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước,
keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 448 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai i20 Active 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.